Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau trở lại với chiếc tai nghe WKH920 đến từ hãng Monster sản xuất dành riêng cho Nokia. Và ở lần trước thì chúng ta đã được điểm qua vài nét nổi bật về thiết kế cũng như về những một số đặc điểm kỹ thuật nổi bật đến từ chiếc tai nghe này. Và như mẹ nói lần trước thì đây là một chiếc tai nghe dành riêng cho các điện thoại và phổ biến thì là dạng ưu tiên hơn dành cho các điện thoại đến từ Nokia. Sở hữu một thích có thể nói là không có gì đáng để chê trách cả. Vậy thì chất âm của nó sẽ thể hiện như thế nào? Và ngay hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau làm rõ điều đó. Và lần này thì với WKH920 thì Monster cùng với Nokia đã đặt tên cho chiếc tai nghe này một cái tên rất là mỹ miều, rất là pretty. Và thật sự thì chất âm phát ra từ chiếc tai nghe này có lẽ là khá xứng đáng với tên gọi của nó. Có lẽ từ trước đến nay thì mình luôn có một cái gì đấy khá là có thể nói là khinh thường với chiếc tai nghe dành riêng cho điện thoại. Bởi vì đơn giản thì những chiếc tai nghe này thì thường là ưu tiên hơn về những cái chức năng, ví dụ như là mic để thoại thoại này, hoặc là những cái remote control để các bạn có thể tiện hơn khi các bạn đem điện thoại ra ngoài đường. Nhưng mà ở đây thì khi mình nghe Cương thử qua một vài bài hát yêu thích của mình với chiếc tai nghe này thì mình có lẽ mình đã phải thay đổi cái nhận thức đó. Và quả thật thì với WKH920 thì mình thấy rằng âm của nó nhìn chung thì có thể nói nó là rất hài hòa, và mình tin chắc rằng nó sẽ rất là dễ nghe với mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì điểm nổi bật của chiếc tai nghe này đó là về giải bass. Về giải bass của WKH920 thì đúng là như đây là một chiếc tai nghe của Monster sản xuất, do vậy cũng không có cái gì mà quá ngạc nhiên khi mà giải bass của chiếc tai nghe này thì mang cái gì đấy hơi thở của bass trên những chiếc tai nghe Beat mà các bạn đã thường rất là quen thuộc. Nhưng mà tuy nhiên ở đây thì giải bass của 920 được cải thiện hơn rất là nhiều so với Beat. Mình nói thế bởi vì sao? Bởi vì tuy mình nói giải bass của 920 rất là nhiều, khá là nhiều, lượng nhiều và sâu, nhưng mà tuy nhiên thì so với Beat thì nó lại tinh tế hơn rất là nhiều. Bởi vì theo như mình nghe thử thì mình thấy Beat bass quá là nhiều, và nhiều khi đối với những bạn mà không thích nghe giải bass nhiều cho lắm thì Beat quả thật sẽ là sự ác mộng đối với bạn. Nhưng mà tuy nhiên đến với WKH920 này thì mọi chuyện nó khá hoàn toàn. Bass vẫn rất là khỏe, sâu và có lực căng, nhưng mà tuy nhiên thì lượng chỉ ở mức vừa đủ thôi, không đến mức quá nhiều như là Beat cả. Và theo mình thấy thì giải bass này sẽ phù hợp với rất là nhiều người. Các bạn có thể nghe những bản nhạc sôi động như là dance hay trend hay là hip hop vẫn có thể đáp ứng được tốt. Mà trong khi đấy những bạn mà nghe những thể loại nhạc nhẹ nhàng này, ví dụ như là pop này, vocal hay là những bản instrumental, thì mình nghĩ là giải bass này vẫn có thể đáp ứng rất là tốt. Và chính vì giải bass như thế này cho nên là cũng không có gì khó hiểu khi mà giải mid thì có đất để thể hiện hơn, chứ không bị lấn quá nhiều như là những chiếc tai nghe Beat thường ngày. Và giải mid của WKH920 theo mình đánh giá thì nó ở theo dạng trung tính và hơi lùi một chút, khá đúng với những chiếc tai nghe dạng nghe tạp như này. Và việc mid hơi lùi một tí như này thì dẫn đến tạo cho chúng ta cái cảm giác thì nó sẽ có phần nào đấy bạn nghe âm sẽ có vẻ là âm trường rộng hơn và khả năng tái tạo không gian tốt hơn, và đó thì là ý đồ của nhà sản xuất rồi, nhưng mình không nói đến làm gì. Và cuối cùng đó là giải chép. Bình thường khi các bạn nghe đến những chiếc tai nghe mà nhiều bass này, cái song mid lùi này, thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến thường là chép nó sẽ khá là kém và không được tốt cho lắm. Nhưng mà tuy nhiên thì mọi chuyện lại khá là khác biệt đối với WKH920. Chép của WKH920 theo mình đánh giá đó là có độ chi tiết rất là tốt và có lượng khá là đủ. Và theo mình nghĩ thì giải chép như thế này sẽ hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của rất đông mọi người nghe. Bởi vì theo mình nghĩ thì lượng chép như thế này trên WKH920 thì nó không quá nhiều để đến mức gây chói và khó chịu cho người nghe, mà không đến mức quá hiền, quá thiếu và để làm mất độ chi tiết như những chiếc tai nghe bình thường khác. Giải chép của WKH920 được thêm là rất là đủ và làm cho độ chi tiết của toàn bộ bản nhạc được tăng lên rất là tốt. Và theo mình đánh giá thì sự kết hợp của cả ba giải như thế này khá là hài hòa, một điều mà không phải những chiếc tai nghe trong tầm tiền như WKH920 này có thể làm được. Và nhìn chung, nếu như bạn đang là một người sở hữu một chiếc điện thoại Lumia nói riêng, hoặc chỉ là một chiếc điện thoại Nokia nói chung thôi, nhưng mà bạn gato với những hãng khác, ví dụ như Android này hay là Apple này, tại sao những hãng đấy mà đã có tai nghe cho riêng mình rồi mà tại sao Nokia lại không có, thì đến bây giờ các bạn đã hoàn toàn có thể hài lòng với WKH920. Bởi vì tuy là tai nghe dành riêng cho điện thoại nhưng mà chất lượng của WKH920 không hề tồi chút nào. Nếu bạn là người nghe tạp và nghe đủ thể loại và không quá yêu cầu cùng cao về chất lượng âm thanh,
thì mình nghĩ WKH920 là một sự chọn rất tốt dành cho các bạn. Và để biết thêm chi tiết về giá bán, các thông số kỹ thuật thì các bạn có thể truy cập vào trang web của Xeponet để biết thêm chi tiết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.